Hello, chào tất cả các bạn. Mời các bạn đến với channel của mình. Hôm nay là ngày Chủ nhật mà tôi phải lên núi để phát chồi keo. Đây các bạn xem, đây là rừng keo của nhà đây. Bây giờ tôi sẽ dùng cái máy tôi phát hết cái chồi này để khỏi rậm, để keo phát triển. Đấy, quá rậm rồi, không có thời gian đi phát. Bạn xem đây. Đây là một cái máy để phát chồi nè, phát cỏ, phát chồi đây, phát cây cối đây. Đấy. Tôi sẽ dùng cái máy này tôi phát hết tất cả các chồi này. Cũng hơi khó các bạn ạ, bởi vì cái này nó dốc, lại đá nữa. Nếu mà phát không kỹ nữa, tức là không kỹ thì sẽ không an toàn. Dậm trúng cục đá là có thể này lăn đấy, lăn xuống này rồi nó rất nguy hiểm. Bởi vì máy phát bằng máy biết rồi chứ. Đồ an toàn này là phải chuẩn này. Trên cũng khó gì nữa đâu. Yeah.
dốc quá khó phát thiệt. Con khó phát gì. Yeah.
Mm-hmm.